Hội đồng Nhân dân huyện Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 giữa Hội đồng Nhân dân huyện với Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Hội đồng Nhân dân cấp xã. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực các ban Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đề ra. Hoạt động khảo sát, giám sát được triển khai theo đúng chương trình đề ra, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị địa phương khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiếp xúc cử tri được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời ghi nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân, cử tri. Công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân hai cấp, giữa Thường trực các ban, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được chú trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để hoạt động công tác phối hợp tiếp tục đạt hiệu quả. Đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong một số hoạt động của Hội đồng Nhân dân, góp phần khắc phục các hạn chế, thiếu sót để công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Hội đồng Nhân dân cấp xã những tháng còn lại năm 2024 đạt hiệu quả cao hơn.